Cú sông Phi của ba là tao. Ai? Xong luôn. Hy sinh vì nghệ thuật. Tại sao mà Nguyễn Duy phải bay một cú sình bùng như vậy không? Nguyễn Duy hiện nay đang làm chúa đảo mày. Đảo cát. Ở đây là cái mặt sông Sài Gòn. Rồi thì anh chị sẽ thấy rằng cái cú bay flycam lên để cảm nhận rằng là làm bất động sản mà review bất động sản độc là nó xứng đáng như thế nào. Những cái gì mà thiên nhiên kỳ thú mà có những cái bất động sản thuộc về cái chuyện thú vị hay độc lạ là Nguyễn Duy phải mò cho tới tận nơi, đứng ngoài nắng, làm tất cả mọi điều để anh chị mình ngồi nhà mát để thấy được cái bất động sản này nó tuyệt vời làm sao. Bây giờ thì Nguyễn Duy sẽ cho flycam này bay lên, anh chị mình nhìn toàn bộ tiềm năng của lô đất có mặt sông Sài Gòn này rất là đã luôn. Chúa đảo đã trở về. Rồi mất đôi giày luôn. Phải hy sinh vì nghệ thuật. Khi mình chạy dậm đà trên đó nó cứng ha. Xuống tới cái mép nước này mình dậm cái nó lúng cái dòm xuống cái mất cái lực đẩy cái nhảy qua. Có 1 mét mấy 2 mét thôi mà đáp xuống đây là cái kết quả của cái chuyện đi quay bất động sản nè. Đó, hy sinh. Cái miếng đất này nó quá đẹp anh chị. Có nghĩa là đứng lên ngay cái mũi tàu này. Xong á, nó uốn quanh vô vậy. 380 mét mặt sông cho cái lô đất vườn có thổ cư ngay kế bên sát của thị trấn Dầu Tiếng. Thì cái cụ chỏ sông nó đạp cái dòng nước qua, nó khuyết cái bụng bự ở bên cái dòng sông này đó, nó chạy từ bên này, nước nó chạy quanh qua bên này. Như vậy thì của mình á, hai mặt sông, cái chỗ này đẹp quá. Đây là sông Sài Gòn. Cái lô đất của mình á, nó là cái mũi tàu. Phía bên phải có sông Sài Gòn, nguyên một dãy cảnh quan xung quanh đẹp. Nhìn qua bên trái chỗ này, đây, lại là sông Sài Gòn. Thì cái vòi cát Nguyễn Duy nhảy hồi nãy đã nằm ngay đây nè. Tức là một cái đảo cát ngay chỗ này. Đây là tự nhiên, nhưng mà nhìn ở đây đi, là hàng trăm khối cát nó nằm đây nè. Đó, nội mà nhìn thấy này là thấy ăn tiền rồi. Bởi vậy đi quê bất động sản mà kiếm tìm những cái bất động sản có thổ cư làm nhà vườn độc đáo là quá tuyệt vời. Hành lang bảo vệ nguồn nước của sông Sài Gòn này đương nhiên là cạnh nhà vô vậy là 20 mét, nhưng mà không sao. Đất là tổng cộng 14.600 mét vuông đất, thì cái phần hành lang này nó chiếm hết 7.000 mấy, thì đất của mình còn ở trong cái bụng giữa nè, quá to. Tới 8.000 mấy lần mà có 200 mấy mét thổ cư rồi, anh chị mình cất nhà vườn nghỉ dưỡng lên thổ cư thêm đi. Ở đây là sát bên thị trấn Dầu Tiếng rồi. Nhưng mà có cái điều là cái hành lang bảo vệ nguồn nước sông này đó, là thực ra là mình trồng cây, mình xài, mình làm cái gì theo nó đúng cái quy định thôi. Hành lang bảo vệ nguồn nước chứ không phải là người ta giải tỏ làm công viên mở đường. Không ai mà mở đường nguyên cái giống như là cái khúc quanh mà nó nhọn như vậy hết. Không ai mà mở cái con đường vậy hết. Ở phía bên các cái dãy nhà này nè, người ta làm nhà sàn sát bên bến sông, ngồi ngắm cảnh cà phê chiêu gì đó, nhà hàng sàn quá tuyệt vời luôn. Ai mà có tình yêu sông nước, thiên nhiên nhìn qua một cái khung cảnh xung quanh quá trời là đẹp luôn. Bên đó đó là đất thuộc Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, còn bên này là thuộc Bình Dương. Nhưng mà bước ra đầu đường chạy 200 mét là thị trấn Dầu Tiếng, tức là mình tiếp giáp với nguyên một cái xóm nhà dân này mang tiếng á. Cái chỗ này thật là xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, nhưng mà thật ra là mình bước ra đi bộ là vô thị trấn, chứ không phải là đi xe mà vô thị trấn. Có 200 mét là địa phận của thị trấn Dầu Tiếng rồi. Thành ra là mọi tiện ích cuộc sống sinh hoạt, đi tới nhu cầu cá nhân, cuộc sống kinh doanh nghỉ dưỡng, nhà hàng, quán cà phê, quán ăn gì cái này, không biết bao nhiêu cái nhu cầu để mà sử dụng. Đương nhiên là trên đất đó nó có nhiều loại cây sẵn rồi đó, anh chị mình có thể thấy bưởi và nhiều thứ nữa. Nhưng mà không sao, cái này là đất vườn thôi. Thì cái vị trí mà chọn để cất cái ngôi nhà 200 mấy mét thổ cư có sẵn, anh chị mình muốn lên thêm thì lên. Nhưng mà nghĩ rằng là hiểu được cái tầm giá trị của một cái bất động sản ngay kế khu dân cư, gần mọi tiện ích, trong tầm đi bộ, thì anh chị mình có được cái mặt sông, mà sông Sài Gòn chứ không phải rạch, không phải là nhánh, không phải là cái gì hết, mà có cái vôi cát tự nhiên Nguyễn Duy hồi nãy bay lúng sình đó. Thì anh chị mình nghĩ coi cái này nó hiệu quả tới cỡ nào nha. Cái con đường riêng 6 mét này nè là có trên sổ hồng của lô đất mình luôn, xe container vô cũng được nữa. Đây, bước ra mấy chục mét trong tầm đi bộ, bước qua đây là thị trấn Dầu Tiếng nè anh chị. Có cái cổng chào chỗ này ha, ghi là xã Định Thành nè, mặt tiền nhựa trong cái khu dân cư. Quay qua bên này hơi xéo xéo một cái, có cái ngã ba đường nhựa chỗ này nữa. Rồi, như vậy thì Nguyễn Duy lên cái video này là trong lòng cảm thấy rất là tâm đắc, rất là muốn nhận được những cái lời bình luận của những cái người mà thích nói này nói nọ, chê cái lô đất này giá mà 19 tỷ 9. Chủ kêu cái lô đất này có thổ cư, khu dân cư, mặt sông rộng lớn vậy, bao nhiêu tiềm năng đó là không hợp lý cái chỗ nào. Bình luận cho Nguyễn Duy biết. Cách mặt tiền đường nhựa mấy chục mét là một cái đường vô riêng
của chúng ta thôi, có cổng vậy nè 6 mét. Cái này là đường có trên sổ luôn nhưng mà không có ai xài cái này hết, hai bên đều là hàng rào, nói chung á là gộp chủ đã mua rồi gắn nó vô trong sổ luôn rồi. Như vậy là toàn bộ cái phần mặt tiền này mình làm đường vô, chẳng qua là thích gắn cánh cổng ở đây thôi, chứ còn thích để ngoài kia thì ở một góc độ nào đó nó vẫn được luôn, tại vì vô cái chỗ này là của mình thôi chứ không có ai hết trơn, tiếp giáp với nguyên một dãy khu dân cư ở đây. Bà con ở đây nè, mấy nhà này đều có cái nhà, cái phần mà vôi ra sát mặt sông là để mà ngồi ăn cơm ngắm cảnh uống cà phê là sát như vậy luôn, thì cảnh đẹp lắm. Như vậy thì toàn bộ nguyên một cái khu đất rộng lớn như vậy có thổ cư cho tuyệt vời hết mọi cái nhu cầu sử dụng, từ ăn ở kinh doanh, xây dinh thự nghỉ dưỡng mặt tiền sông Sài Gòn, di chuyển về Tây Ninh, Dầu Tiếng hay là Bình Dương hay Thành phố Hồ Chí Minh trong tầm dưới 100 cây số, anh chị mình có thể chốt được cái miếng đất này. Chủ muốn ra đó là 19 tỷ 9. Anh Việt số điện thoại là 0918 403 907. Khi mà Nguyễn Duy đi review như vậy nè là để mong muốn cung cấp cái thông tin chính xác thực địa, có bài flycam, có ghim lên định vị chỉ số chính chủ để anh chị mình ngồi ở nhà cùng với người thân xem thấy hết tiềm năng của bất động sản, có sao nó lên cứ y vậy, rồi anh chị mình lái ô tô tới ha, nhìn vô đi tham quan đúng y chang vậy, gọi chính chủ chốt luôn. Nguyễn Duy á là chỉ mong được cái động lực là bấm đăng ký kênh, bấm thêm cái nút chuông bên cạnh, đó là cái niềm vui để hàng ngày rong ruổi trên mọi nẻo đường đến nhiều bất động sản nữa quay cho anh chị mình. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Em chuyên đứng đằng sau thành công của người khác, đam mê nên em quyết góp mặt với đời để phục vụ cho anh em giải trí, đem nụ cười anh em vừa ý, rồi săn tiền comment khen một tí để em nó có thêm nguồn đồng tiền. Nguyên Duy.